Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì tối ngày hôm qua, cơn mưa với cường độ lớn nhất từ đầu năm đến nay đã gây ngập nặng nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường chìm sâu trong nước. Do cơn mưa xuất hiện vào giờ tan tầm và kéo dài đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân tại thành phố, ghi nhận của phóng viên VTC14 đến 15 giờ chiều ngày hôm nay. Cơn mưa bắt đầu lúc 16 giờ chiều qua, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và xuất hiện ở hầu hết địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ngập như đường Tân Hóa, quận 6, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, số viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh bị ngập sâu khoảng 50 cm. Vũ lượng mưa đo được ngay chỗ trung tâm thành phố mình, quận Bình Thạnh, quận Nhất là 122 mm. Đây là trận mưa rất là lớn, mà cường độ mưa trong thời gian mưa đó là khoảng 100 mm trên giờ. Đây là một trận mưa mà lớn nhất từ đầu năm đến nay. Thì với lượng mưa lớn vậy thì hệ thống thoát nước chúng ta đã quá tải. Nói chung là mưa vượt tần số thiết kế đã gây ngập một số khu vực như là quận Bình Thạnh, quận 12, rồi quận 6, rồi quận Tân Phú, rồi quận 2, Thủ Đức. Thì đây là những khu vực mà trũng thấp mà chúng ta đang chuẩn bị thực hiện các dự án nâng cấp cải tạo thoát nước. Tại khu vực quận Bình Thạnh, nơi có lượng mưa lớn nhất tối qua, một số tuyến đường trước đây không bị ngập, nay chìm trong biển nước. Do mặt đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh bị ngập sâu hơn 30 cm, nước đã tràn vào gây ngập tầng hầm khu căn hộ cao cấp, nhấn chìm nhiều ô tô. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động máy bơm công suất lớn để bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, đến 2 giờ sáng, nước mới được rút cạn. Đến trưa hôm nay, hoạt động của người dân khu vực này đã trở lại bình thường. Nếu mà tần suất mưa mà hiện nay theo thiết kế nó khoảng chừng 40 mm trên giờ thôi, như hôm qua là cường độ đến 100 mm trên giờ, đây một trận mưa quá lớn, thì những hệ thống nó sẽ quá tải, nó chạy không nổi. Đồng thời là những kênh rạch mà chúng ta có trong việc cải tạo, ví dụ hệ rạch xuyên tâm là chủ yếu ở trong khu vực Bình Thạnh, hoặc là Văn Thánh thì chúng ta cũng chưa được cải tạo mà chỉ có nạo vét theo nguyên trạng thôi. Thì với những trận mưa lớn như thế này thì nó không thể nào tải hết. Cũng trong cơn mưa chiều qua, một cây cổ thụ hơn 100 tuổi, đường kính hơn 1 mét trước Thảo Cầm Viên đã bật gốc đè sập hơn 10 mét tường rào. Do thân cây quá lớn nên đơn vị chức năng phải chờ huy động xe cẩu lớn mới đưa cây ra khỏi khu vực này. Lúc mà 5 giờ 15 là lúc mà đường này nè là nước ngập dồn mà xe chết máy rồi, ở đây là nước lên tới lề luôn á. Rồi nghe gắt là nghe một cái ầm luôn, là đây đứng đây chứng kiến thấy luôn. Nó ngã từ trong Thảo Cầm Viên nó ngã qua. Còn nếu mà nó ngã ngoài đường là có thể có gây tai nạn rất nhiều. Tại vì lúc đó là đường đang ngập nước bị kẹt xe rồi xe chết máy quá đông người. Trong chiều nay, mưa lại tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với cường độ nhỏ. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa lớn sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiều và tối nay với cường độ nhỏ hơn. Tuy nhiên, do kết hợp với đợt chiều cường giữa tháng sẽ gây ngập sâu tại một số khu vực trũng thấp.